Em xin chào các anh chị, em xin giới thiệu với anh chị, em tên là Phương Hồng Nguyễn. Em sống ở tại thành phố Long Beach, tiểu bang California. Hiện tại em đang làm cho công ty CVS Pharmacy, em là dược sĩ cho cái công ty đó. Cơ duyên mà em biết được cái nước máy nước Kangen này á, là bởi vì hồi tháng 9 năm ngoái đó, mẹ của em và anh của em bị bệnh á, thì em được giới thiệu cái máy nước Kangen này. Thì em mua về và sử dụng trong vòng 5 tuần lễ liên tục á, thì có kết quả rất là khả quan. Thứ nhất là mẹ của em á, là bị bệnh tim và bị bệnh phổi. Thì sau khi uống 5 tuần lễ đó thì cái phổi nó được trong và thở rất là khỏe và cái nhịp tim nó đập lại bình thường. Về anh của em đó thì bị tai nạn về lao động đó, chỗ tại việc làm đó thì cái não nó bị bầm. Và sau khi uống 5 tuần lễ này, sau khi mà bị accident đó thì là anh của em bị tê liệt cái cột sống và cũng như là cái đầu cái não đó nó bị dập và bị rất là nhiều lần, là bị giống như là bị không có thấy đường và bị nhức đầu, đau đầu rất là đau đầu rất là ấy, mà mỗi lần mà đau như vậy thì không có thấy đường gì hết. Nhưng mà sau khi mà uống cái nước Kangen này vô trong vòng 5 tuần lễ thì anh rất là khỏe và anh không có còn bị đau đầu nữa, không có còn bị đau cột xương sống nữa, cũng như là không có còn bị cái con mắt của anh nó không có còn bị là bị mù và không thấy đường được nữa. Cảm ơn cái nguồn nước Kangen này đã đem lại một cái sức khỏe rất là tốt cho mẹ của em và anh của em. Nước Kangen là cái tiếng Nhật Bản, có nghĩa rằng gì trở về nguyên thủy. Nước Kangen đó là nước hoàng nguyên. Vào năm 1950 đó thì có bốn nơi ở trên thế giới là nước Pháp, nước Mexico, nước Đức và nước Ấn Độ. Thì ở đó có một cái những cái suối nước đó, và tại đó có nhờ cái nước đó người ta lấy ra thì có rất là nhiều cái khoáng chất. Công ty Enagic thì được thành lập vào năm 1974 và có 7 văn phòng ở tại Hoa Kỳ và 152 nước ở trên thế giới. Cái máy nước Kangen này nó khác với những cái máy nước khác là bởi vì nó rất là đặc biệt, nó là một cái máy nước điện giải duy nhất ở trên thế giới mà được hơn 6.500 bác sĩ ở tại Nhật Bản công nhận nó là một dụng cụ thiết bị y khoa. Và nó được dùng hơn là ở trong 400 bệnh viện ở tại Nhật Bản, giống như là một dụng cụ thiết bị y khoa. Máy nước Kangen này được thành lập năm 1974 và được giới thiệu vào tại Hoa Kỳ là năm 2003. Cái điều mà làm cho cái máy nước Kangen này khác biệt với những cái máy nước lọc khác thì là nó có rất là nhiều giải thưởng được chứng nhận. Và ở tại Mỹ đó thì nó có hai cái công ty, thứ nhất là FDA, là Food Drug and Administration, để mà thử nghiệm coi những cái thức ăn cũng như là những cái thuốc tây đó nó có tốt hay không, có đủ cái quality hay không. Cái công ty thứ hai đó là WQA, có nghĩa rằng Water Quality Association. Thì cái công ty này đó nó chứng nhận rằng nó kiểm duyệt những cái quality của cái nước đó coi có tinh khiết hay không. Thì cái công ty Enagic máy nước điện giải này được chứng nhận, được cái công ty WQA này chứng nhận và trao huy chương vàng. Đó là một cái máy nước duy nhất ở trên thế giới này được qualify cho cái WQA. Công ty Enagic này có chuyên môn là làm ra những cái máy nước, lọc nước và máy tắm, có 7 cái sản phẩm. Máy nước Kangen Water này nó có hai cái phần chính. Phần thứ nhất là nó có là cái cục lọc. Cái cục lọc ở đây nó sẽ đi nước từ ở trong cái máy nước này, nó sẽ đi qua cái cục lọc này thì nó sẽ loại bỏ tất cả những cái tạp chất, những chất chlorine, những cái kim loại nặng và chất lai, là cái chất chống reset. Sau khi mà nó đi qua cái cục lọc này đó thì nó sẽ đi qua một cái hệ thống gọi là hệ thống điện giải. Ở trong cái hệ thống điện giải này nó có những cái tấm làm bằng titanium và được bọc bằng platinum, là chất vàng trắng. Thì nó qua cái quá trình điện giải này thì nó chia ra làm hai loại nước. Cái thứ nước là cái nước mà acidic á, là cái nước trong đây đó mình thải ra, thì cái nước này nó có rất là nhiều cái chất cặn bã và chlorine cũng như chất lai, những cái chất mà không có tốt cho cơ thể của mình thì nó thải ra ngoài. Còn cái chất còn những cái nước mà tốt mà trong đó có những cái hydrogen với lại oxygen nó thì là nó đi ra ngoài ở trên đây, cái giòi ở trên đây để mà mình hứng cái nước này để mình uống.
thì đó là một cái nguồn nước rất là tinh khiết và không có những cái chất độc, không có những chất kim loại nặng hay là chlor. Cái điều mà làm cho cái máy nước Kangen này á, đặc biệt hơn là những cái máy nước lọc khác, thì là cái bởi vì cái tấm mà tấm điện giải đó làm bằng platinum bọc bằng titanium á, thì là nó là một cái tấm đặc, không có những cái lỗ hổng. Bởi vì khi mà nó có những cái lỗ hổng đó thì những cái chất cặn bã, những cái chất kim loại đó nó sẽ đóng vào trong đó và nó rất là có hại cho cơ thể của mình. Trong khi cái máy nước Kangen này thì cái tấm điện giải đó nó là bằng phẳng và nó không có cái lỗ, thì nó không có bị rỉ sét cũng như là nó không có bị những cái chất cặn bã nó không có đóng vô những cái lỗ đó. Và cái platinum titanium này đó, người ta cũng dùng cái chất này để mà người ta làm những cái dụng cụ giống như những con ốc, những cái là những cái dụng cụ và để thiết bị để cho dùng ở trong cái cơ thể của con người. Nó rất là an toàn và nó không có bị rỉ sét. Cái máy nước Kangen qua Kangen này đó, nó có thể làm ra 7 loại nước khác nhau. Cái loại nước thứ nhất là có nồng độ pH đó là 9.5, 9 và 8.5, thì cái loại nước này có thể mình có thể là uống hoặc là mình có thể nấu ăn hoặc là pha trà. Cái loại nước thứ hai là cái loại nước 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 cái nồng độ nó là 7 chấm, thì cái nước này mình có thể mình dùng để mà pha sữa cho em bé hoặc là mình dùng để uống thuốc tây. Cái nước kế tiếp nữa là cái nước pH nó là 6 chấm, là nước làm đẹp, là giống như là nước hoa hồng, nước toner vậy đó. Thì cái này mình có thể mình dùng để mình rửa mặt để mà nó lấy hết tất cả những cái chất dơ ở trong cái mặt của mình ra, và nó làm cho tạo nên cái độ ẩm cho da của mình, nó làm cho da của mình nó không có bị khô và làm khít cái lỗ chân lông lại. Mình cũng có thể dùng cái nước 6 chấm này để mà mình rửa mình gội đầu, thì nó giúp cho là nó làm cho giảm tóc, là làm cho không có bị rụng tóc và làm cho tóc của mình nó không có bị khô. Cái loại nước kế tiếp nữa là cái nước axit mạnh, là nồng độ pH nó là 2.5, thì cái nước này á nó có cái khả năng diệt khuẩn rất là cao. Mình có thể mình dùng mà là mình có thể mình dùng để mà mình súc miệng, mình có thể mình dùng để mà mình rửa tay, để mà lấy hết tất cả những cái con vi khuẩn và diệt những con vi trùng đó. Và mình cũng có thể dùng cái nước này để mà mình rửa chén bát hay là vớt thớt hay là dao, thì nó diệt, nó giúp cho giết những cái con vi trùng và những cái con vi khuẩn. Cái loại nước cuối cùng đó là cái loại nước pH nó là 11.5, thì có nồng độ kiềm rất là cao. Mình có thể dùng cái nước này để mà mình rửa rau cải, rửa trái cây, rửa thịt, rửa cá, thì nó lấy ra những cái chất, hoặc là mình vo gạo nữa, mình có thể mình dùng cái nước này để mà mình rửa hết, lấy hết tất cả những chất bảo quản, preservative và những chất xịt sâu, những chất trừ sâu, lấy ra những cái chất hóa chất đó đi ra khỏi những cái thức ăn và rau cải của mình, là những cái chất đó là nó rất có hại cho cơ thể của mình. Thì sau khi mình dùng cái nước này để mình rửa đó thì nó rất là an toàn cho cơ thể của mình không có sợ là bị bệnh. Trong cơ thể của mình đó là 75% là nước, cho nên nước đóng với vai trò rất là quan trọng ở trong cơ thể của mình. Cái nguồn nước mà mình uống vào đó, nếu mà mình uống vào cái nguồn nước nó không có sạch, không có tinh khiết á, thì nó có rất hại cho cơ thể của mình rất là dễ bị bệnh. Nhưng nếu như mình uống vào cái nguồn nước tinh khiết, không có những cái chất độc, những chất preservative, những chất clo đó, thì nó rất là làm cho cơ thể của mình rất là khỏe và mình được khỏe mạnh. Nước Kangen có ba cái đặc tính tất cả. Thứ nhất là antioxidant, là chống oxy hóa. Cái thứ hai á, là alkalinization, đó là cái kiềm tính nó rất là cao. Cái thứ ba là microcrusting, đó là vi tinh thể. Chống chống oxy hóa có nghĩa là gì? Chống oxy hóa có nghĩa rằng ví dụ giống như là mình cắt một trái táo hoặc một trái bơ, mình cắt ra mình để trong không khí thì nó sẽ bị oxy hóa, tức là cái trái táo hoặc trái bơ nó sẽ chuyển màu, nó đổi màu thành màu vàng hoặc màu nâu. Bởi vì cái oxy ở trong cái không khí đó nó làm cho oxy hóa, nó làm cho cái trái táo hoặc trái bơ đó nó bị thối rữa ra. Cũng giống như trong cơ thể của mình, khi mình sanh ra và mình lớn lên đó, thì những cái tế bào trong cơ thể của mình cũng bị oxy hóa, cũng bị lão hóa dần dần, và làm cho mình bị dễ bị bệnh. Ở đây là một cái bảng để chỉ cái số oxy hóa, thì lúc nào là bắt đầu nó đo từ số 0,
từ số 0 mà đi về phía dấu trừ đó, thì có nghĩa rằng là mình được là khỏe mạnh, giống như là mình thường hay uống trà xanh hoặc là mình uống vitamin C để cho mình có cái tất chất antioxidant để giúp đi cái quá trình mà bị lão hóa đó, làm cho nó là chậm lại. Thì mình cũng có thể dùng cái nước mình uống, cái nước Kangen này đó, để cho cái cơ thể của mình nó chống lại cái quá trình oxy hóa. Còn từ số 0 mà đi lên trên dấu cộng lên 200 đó, thì có nghĩa rằng nó là cái cơ thể của mình bị oxy hóa, tức là mình dễ, rất là dễ bị bệnh tật. Thì những mình có thể mình uống giống như là uống cái nước mà water bottle đó, thì nó cái số cái nồng độ oxy hóa nó rất là cao. Chẳng những như vậy mà nó còn có cái chất chất nhựa, chất plastic, nó rất là có hại cho cơ thể của mình. Nước ngọt, nước soda, nước coke, nước sprite đó, cái đó đó thì nó cái nồng độ oxy hóa rất là cao, nó rất là có hại cho cơ thể của mình. Thì mình nên tránh, không có nên uống nước nước ngọt hoặc là những cái nước mà có gas á. Bây giờ mình dùng cái ở đây là cái máy là ORP, mình đo cái oxygen. ORP có stand for là oxidation reduction potential. Thì mình dùng cái máy này để mà mình đo cái nồng độ oxy hóa của từng loại nước khác nhau ha. Nước này là nước Kirkland, hiệu Kirkland là của Costco, là very popular, thường là ai cũng mua, cái nhiều người mua cái nước nước hiệu Costco này để uống. Nước này là hiệu Dasani, cũng rất là phổ biến. Cái đây là Aquafina, cũng một trong những cái brand rất là popular. Ở đây là Sprite, đại diện cho cái gia đình là nước ngọt là Coca-Cola, Pepsi hay là Mountain Dew. Ở đây là Kangen Water, pH là 9.5. Còn đây là tap water, là cái nước mà mình lấy từ cái vòi nước, từ ở trong từ cái CD nó đi vô nhà mình ha. Mình đo thử coi cái nồng độ oxy hóa của cái nước Kangen là bao nhiêu. Là trừ trừ 723, bây giờ 724 ha. Rồi, bây giờ mình đo thử coi cái nồng độ oxy hóa của cái nước khớp lần là bao nhiêu. Wow, cộng 279 cộng 289 cộng 300 mấy luôn ha. Ở đây là nước Dasani. Wow, cộng 388 luôn. Cộng 395 luôn. Còn đây là Aquafina. Wow, 4 cộng 400 mấy luôn. Cộng 452. Giờ mình thử mình coi coi cái soda có bao nhiêu nha. Wow, cộng 508, 507. Thấp quá đời ha. 251 cộng 257. Nước Kangen Water của mình á có cái chỉ số oxy hóa rất là cao. Khi mình uống cái nước này vô đó thì nó giúp cho mình làm chậm lại đi cái quá trình lão hóa trong cơ thể của mình. Cái đặc tính thứ hai của cái nước Kangen đó là cái alkalization, là nó có cái tính chất kiềm rất là cao. Thì mình làm một cái thí nghiệm ở đây, mình dùng cái pH indicator này nè để mà mình đo cái nồng độ pH ở trong từng cái loại nước này khác nhau, coi coi cái nồng độ pH của từng loại nước nó như thế nào ha.
đó mấy anh chị thấy cái nước Kangen á thì nó gần nó giống như là trung tính, nhưng mà nó là ở trong cái plastic thì nó rất là có hại cho cơ thể của mình. Dasani cũng như Aquafina cũng very acidic. Nước Sprite very very acidic, it's not good for our body. Cái nước Kangen thì nó sao, nó là có cái kiềm tính rất là cao thì rất là giúp cơ thể của mình rất là tốt. Cái nước mà tap water đó thì nó gần như trung tính, nhưng mà ở trong cái tap water này nó có rất là nhiều cái tạp chất, rất nhiều chemical, cái clo chất lai nó rất là có hại cho sức khỏe của mình. Giống như ở đây là bây giờ mình làm một cái thí nghiệm là giả sử giống như bây giờ đó mình đang ở nhà, sức khỏe của mình đang khỏe mạnh, đang tốt, mà mình đi ra ngoài mình ăn hamburger, mình uống nước Sprite thì thử coi cơ thể của mình. Mình đi ra ngoài mình uống, rồi bây giờ mình đi ở nhà mình có cái nước Kangen đó, mà mình đi về mình uống cái nước Kangen để giúp lại cho trung hòa lại cái cơ thể của mình, coi nó như thế nào ha. Nó trung hòa lại. Nhưng mà coi thử coi Sprite có trung hòa không nha. Không có. Mình uống một cái ly soda này đó, mình cần phải uống tới 32 ly nước Kangen water này á, nó mới có thể nó giúp nó trung hòa lại cái nồng độ pH ở trong người của mình, cho nên nó rất có hại cho sức khỏe. Rồi bây giờ coi giống như là cơ thể của mình đang khỏe mạnh. Mà bây giờ mình uống thử soda thử một chút thôi nha. Coi cơ thể của mình nó phản ứng như thế nào. Wow. Go back to acidic, huh? Thấp quá đời này cũng vậy luôn. Rồi mình coi. Cho nên rằng á, cho dù cơ thể của mình nó khỏe, nhưng mà mình uống nước soda này vô thì rất là có hại cho cơ thể của mình, cho nên tránh cái nước soda. Cái đặc tính thứ ba của cái máy nước Kangen này á là vi tinh thể. Vi tinh thể có nghĩa là gì? Vi tinh thể có nghĩa rằng là cái phân bình thường á là cái phân tử nước á, nó rất là lớn. Khi mà nó rất là lớn thì mình uống nước vô trong cơ thể của mình á thì nó rất là khó để mà nó thẩm thấu vô trong các tế bào của mình, trong mạch máu của mình và trong não. Cái nước Kangen này á là khi mà nó qua cái quá trình điện giải đó thì nó sẽ đập vỡ cái phân tử nước ra làm nhiều thành những cái cụm phân tử nước rất là nhỏ. Thì khi cái cụm phân tử nước rất là nhỏ, cực nhỏ như vậy đó, thì khi mình uống cái nước Kangen này vô đó thì nó sẽ thẩm thấu vô trong từng tế bào của mình rất là dễ, rất là nhanh. Và chẳng những như vậy thôi mà nó còn đem theo cái dưỡng khí oxy cũng như là hydrogen để vô, để cung cấp dưỡng khí oxy cũng như là hydrogen cho những cái tế bào ở trong cơ thể của mình rất là nhanh, nên làm cho mình rất là khỏe, rất là vi tinh thể. Ở đây Hồng sẽ làm một cái thí nghiệm để chứng minh rằng cái phân tử nước của cái Kangen water nó rất là nhỏ, và nó rất là, bởi vì nó rất là nhỏ cho nên nó thẩm thấu vô trong cơ thể của mình rất là nhanh và rất là dễ. Đây là trà green tea ha. Thường á là mình pha trà đó là mình phải dùng nước nóng, là bởi vì khi mình đun nước nóng lên đó thì cái phân tử nước á nó được vỡ ra và nó thành những cái cụm phân tử nhỏ, cho nên nó có thể nó hấp thụ vào trong, nó có thể nó hấp thụ vào trong cái túi trà này nè, rất là dễ, cho nên trà nó lấy từ cái chất trà từ ở trong cái túi trà ra rất là nhanh. Nhưng mà ở đây á, mình dùng, mình thử coi mình dùng nước không có đun sôi, nước lạnh thử coi mình có pha trà được hay không. Thì đây mình dùng cái Dasani ha. Trà không có ra nha mấy anh chị. Còn ở đây mình dùng nước 9.5, Kangen water 9.5, mình coi thử coi mình có pha trà được hay không ha. Trà nó có ra hay không? Ra trà hay mấy anh chị?
mình nói là cái túi trà nó khô ha, bây giờ nó ướt rồi, coi coi nó có khác nhau hay không. Không ra hả mấy anh chị ha. Vẫn ra trà nữa. Nên nếu mà mình dùng cái nước Kangen Water này đó, cái nước Kangen này đó, mình có thể dùng một gói trà này thôi mà mình có thể pha rất rất là nhiều lần mà nó vẫn tiếp tục ra trà. Thì khi mà mình uống vitamin á, tất cả những chất vitamin cho cái giống như là những chất bổ, những thuốc bổ collagen hay là multivitamin hay là focodem gì đó, thì nếu mà mình uống bằng cái nước thường á, thì nó cái bởi vì cái phân cụm phân tử nước đó, nó rất là lớn, cho nên rằng nó không có thể thẩm thấu vô ở trong cái viên thuốc và nó không có thể là lấy hết tất cả những cái chất bổ từ ở trong viên thuốc ra hết được. Nhưng mà nếu mà mình uống với nước Kangen này á, thì bởi vì cái phân tử, cái cụm phân tử của nó rất rất là nhỏ, cho nên nó có thể thẩm thấu vô trong cái viên thuốc và nó có thể lấy hết ra tất cả những cái chất bổ dưỡng từ ở trong cái viên thuốc ra cho mình và đưa vào trong tất cả các tế bào của mình, cho nên mình không có bị phí phạm tiền bạc ha. Đây mình thử. Đây mình lấy nước này mình uống, mình coi nó có thẩm thấu vô hay không, nó bị pha loãng ra hết ha. Nhưng mà ở đây mình dùng nước Kangen để mà mình uống với lại thuốc bổ đó, mình thấy là bởi vì cái phân tử nước nó rất là nhỏ, cho nên nó thẩm thấu vào trong cái viên thuốc và nó có thể lấy ra hết tất cả những cái chất bổ từ ở trong viên thuốc mà mình không có bị phí phạm tiền bạc. Thường mình đi vô trong những cái chợ đó, mình mua cà, mua trái cây gì đó, thì mình thấy những cái trái cà này nó rất là đẹp, nó bóng lưỡng luôn. Là bởi vì sao nó bóng? Là bởi vì người ta xịt những cái thuốc trừ sâu, những cái thuốc mà để bảo quản đó, mà nó là oil base, để mà nó giữ cho trái cà đó nó trông rất là đẹp và nó không có bị hư. Thì cái một trong cái những cà đó là loại nước 11.5 á, nó có khả năng là giúp cho rửa sạch hết, lấy hết tất cả những cái chất trừ sâu, những cái chất bảo quản pesticide, insecticide and preservative ra khỏi cái trái cây, rau quả, thịt cá, và những cái chất đó nếu mình không lấy ra hết, cho nên mình không có ăn vào trong cơ thể của mình, cho nên mình không có bị mình ít có bị bệnh. Thì để làm cái thí nghiệm thì ở đây mình có cà ha, hiệu là Cherub, cái cà này. Ở đây là mình dùng nước 11.5 để mà mình rửa. Mình cũng có thể là mình dùng cái nước 11.5 để mà mình vo gạo ha.
giúp lấy ra những cái chất preservative, chất chất mà bảo quản làm cho gạo nó không có bị mốc á. Anh chị thấy là nó lấy ra sự khác biệt nè. Cái một cái là bình thường là nước mà nước thấp quá độ đó thì nó chỉ ra là nước trắng đục thôi, còn ở đây nó ra màu màu vàng, tức là nó lấy những cái chất mà bảo quản mà chống trừ sâu đó lấy ra. Mình coi cà nó làm sao nha. Wow. Anh chị thấy không? Cái này là mình rửa với nước 11.5 của nước nước Kangen nè. Nó ra nó vàng khè luôn, là nó lấy ra những cái chất bảo quản insecticide với pesticide á ra khỏi trái cà, thì nó cũng làm cho trái cà nó ngọt hơn và nó giòn hơn nữa. Còn cái đây sao? Cái đây là nó không có lấy ra gì hết. Đây Hồng cũng làm một cái thí nghiệm nữa là để cho các anh chị thấy rằng cái nước 11.5 á nó có khả năng để mà nó emulsify, nó break down cái water, cái oil đó. Thường thì là dầu với nước là không bao giờ hòa tan, hồi đó giờ muôn đời mình thấy dầu với nước là không bao giờ hòa tan hết ha. Dầu là dầu, nước là nước, không bao giờ hòa tan hết. Nhưng mà mình thử coi cái nước 11.5 này coi coi nó có hòa tan được hay không. Wow, hòa tan hết. Nó có khả năng là break down cái oil molecular ra để nó hòa tan, nó emulsify hết. Mình có thể mình dùng cái nước 11.5 này á để mà mình khi mà mình nấu ăn á, mà văng mấy cái dầu mỡ rồi đó ở trên cái lò cái bếp của mình á, mình có thể dùng cái nước này mình chế nó lên, mình để một chút thì nó sẽ emulsify cái oil đó, và mình dùng cái paper towel để mà mình rửa, mình lau chùi lại rất là dễ. Thì đây là Hồng vừa làm xong những cái thí nghiệm để cho mấy anh chị thấy được cái công dụng của cái nước kem gành này nó như thế nào. Thì cái nước cái máy nước kem gành này đó, bởi vì nó được công nhận là một cái dụng cụ thiết bị y khoa, cho nên rằng đây là một cái đầu tư rất là khôn ngoan. Nếu mà mình mua cái máy nước này để về cho gia đình của mình dùng á, thì giúp đỡ cho cái hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình, giống như là mình có một người y tá hoặc là một người bác sĩ cá nhân cho mình, lúc nào cũng đồng hành với mình ở tại nhà của mình hết. Và mình uống cái nước này thì nó giúp hỗ trợ cho sức khỏe của mình và chống lại những cái bệnh tật, cho nên đây là một cái sự đầu tư rất là khôn ngoan mà Hồng nghĩ rằng anh chị nên sở hữu một cái máy này để cho gia đình của mình. Cảm ơn các anh chị.